Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha. Thì mình có một kênh VMT Vlog anh em. Anh em có gì qua ủng hộ một sub ha. Cảm ơn anh em rất nhiều ha. Thì hôm nay anh em được biết là nó ra cái phần U-Tuck-Y và thêm một cái sự kiện đó là Europa League nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ vô phần U-Tuck-Y thì mình xem nó như thế nào. Chắc nhiều khả năng anh em sẽ không lấy được mấy con U-Tuck-Y rồi anh em ơi. Tại vì đa số là cày lại hết anh em. Và nạp lấy lại được thôi. Thì nó có một gói U-Tuck-Y Review Pass anh em. Anh em phải nạp vô nha. Nạp vô thì mình lấy được cái phần trên và được thêm điểm U-Tuck-Y nha anh em. Đó, U-Tuck-Y Pond đó. Thì cái này phải nạp thôi. Còn mình anh em Re thì lấy dưới. Lấy dưới thì cũng có được một số điểm Ultimate Bond đó. Là U-Tuck-Y anh em. Có 25 điểm nè. Ít lắm. Nói chung là cho thêm thôi. Thì anh em nào muốn nạp thêm thì phải nạp thêm thôi. Cái gói này á thì anh em phải nạp bằng FIFA Bond nha anh em. Đó, FIFA Bond thì mở phía trên cho anh em được. Lấy được Van Persie nè. Đó, được thêm mấy điểm token để mà U-Tuck-Y để anh em có thể cộng thêm điểm U-Tuck-Y để anh em lấy một số cầu thủ trao đổi cầu thủ trong U-Tuck-Y nha anh em. Thì cái phần mà U-Tuck-Y năm nay á, nó rất khác hơn mà mọi năm là anh em phải đổi. Đây anh em phải đổi một cầu thủ U-Tuck-Y starter nha anh em, cầu thủ starter nha, lấy cầu thủ U-Tuck-Y. Đó, nó hơi căng chỗ này chút, có nghĩa là mình đổi con Lewandowski á thì phải hết 375 điểm với một cầu thủ starter Lewandowski thì mới được starter U-Tuck-Y ha. Đó thì cũng khá căng anh em. Thì năm nay các bạn nó hút máu quá là nhiều anh em. Hút máu thật chung là khá là hút máu á. Anh em chơi lại thì cũng không được đổi được con nào, mà chơi từ đầu thì cũng khó đó. Chắc được con 94 là cao nhất rồi. Mà đổi Messi phải 525 điểm U-Tuck-Y nữa. Trời ơi, phải nạp rất là nhiều anh em. Và thêm cầu thủ starter Messi nữa. Rồi xong luôn. Coi như là anh em chỉ ngó thôi chứ không được đổi rồi. Đó. Nhìn chung là càng ngày mình thấy chơi FIFA Mobile này anh em phải nạp vô thì mới được. Đó, nạp vô thì mới có cầu thủ ngon thôi. Còn cái chay thì đáng ráng thì được con 94 thôi. Ngay cả MP thì phải 250 điểm anh em. Đó, cũng phải lên chợ mua một con Tuck-Y starter hoặc là phải mở trong cái đường nhánh attacker đó thì mới được thôi. Cái con thấp nhất là con 94 nè, Jorginho nè. Để mình coi nó bao nhiêu điểm ha. Chắc chắn giờ anh em cũng biết rồi ha. Đây nè, mình vô con Jorginho thử cho anh em xem nè. Đây nè. Nó là 150 điểm nha anh em. 150 điểm. Đó, thì mới đổi được. Phải cho một con Tuck-Y starter Jorginho thì mới đổi được. Cái này mình cứ thoát ra, nó cứ ra cái chỗ men thôi mà. Để mình vô lại ha, cho anh em xem một vài cầu thủ nữa ha. Thì nhìn chung mình đánh giá cái sự kiện Tuck-Y năm nay á. Nói chung là do một phần nữa là bị ban ạc các anh. Một số anh em bị ban ạc á. Thì rất là khó khăn cho anh em lấy mấy cầu thủ Tuck-Y nha. Nói chung chơi lại từ đầu mà thì mất điểm rất là nhiều. Đó, lấy con Rainer thì cũng rất là khó khăn bằng con Messi luôn. 525 điểm U-Tuck-Y thì thua rồi anh em ơi. Nói chung là cái này dành cho dân nạp thôi. Mình đã chơi lại rồi, phải nạp lại thì mới được. Còn không anh em nạp cái gói nãy mình nói đó, gói Redium Pass mà mới đó, thì nạp vô lấy Van Persie chơi cũng được. Đây con Cancelo nè, có 150 điểm. Con 94 thì 150 điểm ha. Đây mình có một con Cancelo mình lấy sẵn rồi nè. Nhưng mình đang up rank nó lên rồi nên phải bỏ rank nó ra thì mới cho vô được. Đó. Thì hôm nay mình nói sơ qua vấn đề mà mình trao đổi con U-Tuck-Y thôi. Chứ thật chất thì nó cũng không có gì mới hết em. Chỉ là mình đổi cầu thủ, lấy cầu thủ U-Tuck-Y thôi. Đó. Thì bây giờ mình xem đội hình mình như thế nào ha. Xem sơ qua ha. Đây này em. Mình có hai con Cancelo với con Diaz. Là hai con này có thể đổi được. Còn mấy con kia là không có đổi được anh em. Đó. Mấy con kia này có con thường thôi. Con Spay không có đổi được. Thì ok anh em. Thì hôm nay nó ra Tuck-Y thì mình nói sơ qua cho anh em ha. Giờ mình lên chợ mình xem cái giá cầu thủ nó như thế nào. Cũng rất là cao, mình thấy rất là cao á. Mấy con U-Tuck-Y anh em. Đó, giờ mình vô sự kiện Tuck-Y ha cho anh em xem ha. Đây.
chất cái con Rainer mà 62 em thành 70 em rồi đó, em 63 em chứ. Còn con Messi cũng 62 em chính nè. Nếu mà mình dùng con một con Messi Taster ở dưới 57 em đổi con 62 em thì thôi mình dùng con 96 luôn cho rồi đi. Mình chi tốn tiền nâng lên được có 5 em mà. Không, bán được 5 em mà. Mắc hơn có 5 em thôi anh em. Đấy, có nhiều một số con thì có cả trên là rất là cao. Như con DS nè. Con DS này là gần gấp đôi nè. Đó, anh em mua 28 em mà đổi được 50 em nè. Anh thấy không? Nói chung là tùy anh em thôi. Anh em phải nạp vô hoặc là mua để đổi một con Utus Y cho đẹp. Còn không thì xài con Top Y Starter bình thường cũng được. Mình thấy năm nay nó hút máu dữ quá. Anh em là có điều kiện thì cứ đọc vô mà chơi thôi. Chứ giờ anh em cày chay thường thì có con nào xài con đó thôi nè. Đó, chịu khó rồi, tại mình cày lại từ đầu rồi. Nên không kịp được lấy mấy cái con ngon rồi. Đó. Thì mình cho anh em coi sơ qua cái chợ ha, của sự kiện Top Y nó như thế nào. Cũng nhìn cũng khá ngon đâu, tôi bị khá ngon nhưng mà thèm nhưng mà không có điều kiện lấy đâu anh em ơi, phải nạp anh em ơi. Đó phải chịu thôi. Thì anh em chưa cày chay thì anh em lấy cái con bình thường xài thôi. Đó, mình cho anh em thấy ha, cái chợ ha. Một con 94 cũng là 30 em rồi. Thì ok anh em. Bây giờ một số thắc mắc anh em hỏi là Ronaldo nằm ở đâu? Ronaldo nằm ở trên store nha anh em, không có trong 11 cầu thủ chính thức. Nó trên store nha anh em. Bây giờ mình vô ha. À quên, trước khi vô store thì mình sẽ vô sự kiện Europa League cho anh em xem nha. Cái sự kiện này cũng khá đơn giản anh em, chẳng chơi gì nhiều hết đó. Đó. Đây, này cái quà của nó là cho anh em thấy thôi. Cái đầu tiên là anh em mở 7 cầu thủ thì được một cầu thủ 85. Anh em mở 15 cầu thủ thì được con Haji đúng rồi. Còn em mở 900 điểm Starbucks thì anh em được 100 điểm Bon Europa League. Cuối cùng là anh em thắng một trận Division Rival với 11 cầu thủ Eurolix thì anh em được cái logo ha. Đây là cái phần mở cầu thủ nha anh em. Đấy, cứ 100 điểm là anh em sẽ được mở một lần mở. Cái điểm Eurolix này anh em lấy đâu nè? Đó, Eurolix Bon đó. Thì anh em phải làm nhiệm vụ hàng ngày thì anh em mới lấy được ha. Tí nữa mình sẽ vô vùng ngày chăm chỉ cho anh em xem ha. Chứ không có chơi cái kill game hay gì đó, không cho chơi gì đó. Hoặc là anh em hãy mua bằng FIFA Bon hoặc là Gen. Đây anh em thấy không? Chứ không có chơi gì hết á. Bây giờ anh em làm nhiệm vụ hàng ngày ha. Bây giờ em nhiệm vô cái nhiệm vụ hàng ngày mình chỉ cho anh em xem ha. Đây, anh em chỉ cần có 150 điểm Tabat là anh em được 20 điểm cái Bon Eurobodic nè. Thắng 2 trận Division Rival có một cầu thủ Eurobodic gì đó thì anh được 20 điểm nữa. Anh em chơi skill game hoặc match trong top y được 15 điểm và lock tin hàng ngày cũng được 15 điểm. Đó, anh em chơi hết cái này thì anh em có thêm được quà là 20 điểm Bon nữa. Ngoài ra thì anh em được còn free nha anh em, free 180 điểm trong phần store nữa. Đấy, tí nữa mình sẽ vô to cho anh em xem. Bây giờ mình tiếp tục qua cái phần exchange nha anh em. Exchange này thì cũng là một phần hút máu của gia anh em. Đây, cái này nào dùng Gen với dùng FIFA Bon mình mở cầu thủ nha. Mình dùng chính những cầu thủ này để mình exchange lấy một cầu thủ khác. Bây giờ mình vô exchange nha anh em. Đây, trước tiên là Beckham nè. Beckham thì chắc con này nghĩ là phải nạp nhiều lấy được. Nó yêu cầu là 83 cộng 16 cầu thủ Euroleague 83 cộng và 3.000 điểm Euroleague Exchange Bond thì mới được. Thấy cái này Exchange Bond ở đâu anh em? Exchange Bond là anh em mỗi lần em mở cầu thủ á thì nó cho mình 100 điểm. Đó. Tí mình sẽ chứng nhận cho anh em luôn. Tiếp theo là cái bảng A nè. Nó yêu cầu là 5 cầu thủ 70 cộng Olympic Lyon và 5 cầu thủ Olympic Venger đó, 70 cộng luôn. Cái này thì cũng khá đơn giản, nó từng bảng một. Đây là anh em, nó có cầu thủ cho mình nè, mình vô mình quay nè, mình đổi vô mình quay được cầu thủ cho mình nè, 89, 90, 91 và 92 đó. Thì nó yêu cầu cái 70 cộng cầu thủ 70 cộng Olympic nè, đấy, cái kia là Venger nè, và thêm cái vàng nữa, cái coin cho mình nữa. Bây giờ mình có một cái bảng khác cho anh em xem nha. Nói chung là anh em cứ vô cái bạn nào cũng được, bất kỳ bạn nào cũng được thì nó cũng yêu cầu vậy, cầu thủ yêu cầu thôi. Đó, 5 cầu thủ 70 cộng AS Roma, AS Monaco và 5 cầu thủ 70 cộng Real Sociedad. Đấy, anh em cứ cho vô là ok. Anh em quay được những cầu thủ dưới đây, Hensu nha anh em. Hensu nha.
và ít nhất cũng phải thêm nó bạn yêu nợ cầu nên em coi đấy kìa, phải 2 triệu coi đấy kìa. Trời ơi thiệt trần luôn, cái này hơi phê nha anh em. Thì là dưới nó còn một số cầu thủ khác nữa, thì anh em cứ có cầu thủ nào anh em cho vô thôi đấy, anh em kéo lên. Thì mấy cái này thì cũng phải theo Napoli, cầu thủ Leicester City, thì anh em cứ coi đây ha. Cái này là yêu cầu thôi, nó yêu cầu là 5 cầu thủ câu lạc bộ này và 5 cầu thủ câu lạc bộ kia và 70 cộng rồi được rồi, nó tùy theo bảng nha anh em. Mỗi bảng nó có mấy câu lạc bộ đó, anh em vô coi ha, nó hơi căng anh em. Thì nói chung là anh em 70 cộng thì nó cũng khá rẻ, nhưng mà nó cũng khá nhiều con, mỗi con 100 mấy em coi thôi là cũng lên tới 1 em rồi, 2 em rồi đó, anh em thấy không, tính là nó tính toán hết rồi anh em ơi. Ok anh em, bây giờ mình qua cái phần phân vote này nè, vote là cái phần bình chọn này, bình chọn câu lạc bộ á. Thì anh em cứ vote cho câu lạc bộ nào, bất kỳ câu lạc bộ nào cũng được. Thì cái này nó chỉ là vote có thể mình theo mình dịch cái trong đây á, cho vui thôi. Thì tất cả những anh em mình vote trong đây hết á thì để được quà hết nha. Thì nó vote ai vote nhiều nhất thì được mình chọn ra 3 câu lạc bộ top 3 thôi. Thì thật ra thì quà thì nó cho anh em hết, free hết luôn đó. Đó. Thì cái đầu tiên nè, để mình vote nè. Thì anh em cứ bình chọn đi, bất kỳ câu lạc bộ nào cũng được. Đến ngày 10 tháng 3 thì nó mở quà cho anh em. Đó cái quà đó. Đó cái quà nằm đây anh em, đó, reward nè, phone vote reward nè. Thì tất cả anh em đều được hết nha. Theo mình dịch á thì đều được hết, chứ không phải là không ai ấy, không ai ấy không được đâu. Cứ vote hết là được, cứ vote bất kỳ câu lạc bộ nào cũng được. Thì nó chỉ là kỷ niệm cái cúp thôi. Theo mình dịch ra thì nó kỷ niệm cái Eurobrick á. Để cho mình vote coi mình chọn câu lạc bộ nào hay nhất hay cái gì đó. Đó, nên cứ bình chọn ha. Mình sẽ bình chọn Leicester City đi, trong cái bảng C nè. Đây, Leicester City đâu rồi? Cứ bình chọn khoảng 3 câu lạc bộ lên em. Mỗi ngày nó cho mình một cái vote để mình bình chọn thôi. Đây, sẽ bình chọn Leicester City. Ok. Đến ngày 10 tháng 3 là nó bỏ quà cho anh em nha, bỏ quà cho anh em nhận thôi. Đó. Ok, xong rồi đó. Giờ chờ ngày mai nó bỏ tiếp cho mình một vé nữa thì mình vote tiếp. Hết rồi, xong rồi. Thì anh em cứ bất kỳ câu lạc bộ nào cũng được, vote 4 lần là được thằng 85 CM nè. Đó, đi mát rồi. Cái này nói chung là sự kiện này đơn giản, không có gì đó. Nó kỷ niệm Free Fire thôi, kỷ niệm mà UDFI năm 2021-2022 nè. Đấy. Thì cái qua là cái phần này nè, cái phần phần vote reward nè. Sau ngày 10 tháng 3 sẽ đầu sẽ mở cho mình ha. Và quà anh em nào cũng nhận được hết á. Đó. Thì ok anh em, thì mình nói sơ qua sự kiện Euroblitz ha. Thì nó cũng khá đơn giản, anh chị làm nhiệm vụ hàng ngày, lấy cái điểm mà bon mở cầu thủ thôi. Thì bây giờ mình vô cái phần store cho anh em xem nha. Đây, mới đầu vô anh em thấy không? Ronaldo sẽ nằm trong đây. Và Ronaldo sẽ phải nạp. Anh em phải nạp nha anh em. Nạp bằng FIFA Bond. Xong rồi đó anh em mở tiếp bằng Gen và FIFA Bond hoặc FIFA Bond luôn. Đấy, anh em thấy không? Rất là căng nha anh em. Còn Ronaldo này không phải đơn giản mà dễ lấy đâu. À, nó đổi với mấy con kia thì còn dễ. Cái này phải mở bằng nạp vô mới lấy được. Đấy, nó căng quá chứ. Ok anh em, đây là phần Eurobalist này, trong phần Store này. Có phần Ray anh em, nó cho anh em Ray 180 điểm và một cái logo. Thì anh em mở ra ha. Quay được logo, đấy được 80 điểm với logo ha. Cái Eurobrick này thì anh em chả không có chơi gì đó, chỉ cần vote với lại chơi nhiệm vụ hàng ngày thôi là anh em lấy điểm thôi, chứ không có gì hết đơn giản. Ok, mình đã chơi xong nhiệm vụ hàng ngày một số cái rồi, bây giờ mình có 100 điểm hơn rồi. Bây giờ mình sẽ mở cho anh em, mở cầu thủ cho anh em thôi. Đây, thì phần main á. Phần main ha anh em ha. Mở cầu thủ ha. Mà lấy một cầu thủ đi, mình cho vô hình anh em để mình đá cái trận đấu Division Rival anh em. Để mình lấy làm nhiệm vụ hàng ngày á. Bây giờ mình quay nha. Mình quay về mình lấy cầu thủ đi, lấy một cầu thủ mình cho vô hình để mình đá trận đấu, để mình kiếm cái điểm nhiệm vụ hàng ngày á. Đây. Mở thôi, còn gì đây? Ấy đường hầm. đường hầm ấy bộ đó nhé. Rồi mà. Trời ơi coi bộ ra ra. Yes, rồi mà. Udi Mendy Ross. Đây à, chơi giải bộ đồ nha anh em. Ok anh em. Thì được một con rồi.
có 580 mấy thôi, để mình cho vô đội hình mình đá trận đấu hết chưa hết hoặc là về tất để mình kiếm cái điểm hàng ngày anh em. Thì ok anh em mở 7 lần thì được con 85 ha, mở 7 lần cầu thủ 85 ha. Thì ok thì hôm nay mình làm clip nói sơ qua những cái UTI ở cái sự kiện Europolis này như thế nào. Cơ group này hay thấy nó thật sự nó cũng chả có gì để mình chơi hết này, với lại nó cũng hút máu lắm, nó cũng mất đúng không, Achen là phần Achen này đấy, và Achen thì phải mất cầu thủ rất là nhiều, mà được 100 điểm rồi đấy, mở ra được 100 điểm anh em heo, cứ mở cầu thủ ra kia là được 100 điểm, mở đến 30 lần thì được mới được 3.000 điểm. Đội Beckham mà công ty Beckham này thêm mấy cầu thủ 8 mấy cộng nữa, 16 cầu thủ 83 cộng nữa, mà thấy ghê chưa, cũng không đơn giản nữa. Thì mấy cái phần Achen này anh em cứ vô coi nào theo yêu cầu thôi đấy, 70 cộng câu lạc bộ Olympic Lyon, Ranger hay gì đó. Ok anh em thấy clip này hay thì like cho mình nha anh em chưa đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.